thuở bé, con chỉ mong đến ngày mẹ nấu phở để được thưởng thức tô phở của mẹ. Ngon quá, phở ngon đệ nhất. Bây giờ con đã khôn lớn, mẹ để con nấu phở cho mẹ thưởng thức. Con nấu ngon hơn mẹ rồi, phở ngon đệ nhất. Đệ nhất phở. Vẫn như tô phở ngày xưa của mẹ, bánh phở thượng hạng, nước súp đậm đà, hương vị truyền thống ngon tuyệt vời. Phở ngon đệ nhất. Đệ nhất phở. Vina.